Nơi tìm kiếm gương mặt đại sứ du lịch để quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người và bản sắc dân tộc Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Cuộc thi diễn ra với chủ đề Lan tỏa hương sắc Việt, nơi tôn vinh vẻ đẹp con người, hình ảnh thiên nhiên đất nước. Với sứ mệnh phát triển du lịch Việt Nam, Cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022 đã có những hành trình cùng các cô gái là đại sứ quảng bá du lịch Việt Nam. Trong chuyến hành trình đầu tiên, các cô gái xuất sắc của Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022 đã có mặt tại thủ đô Hà Nội, viếng thăm Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022, xin chào Tam Dung! Hành trình Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022 đi qua nhiều địa danh nổi tiếng mang tính lịch sử phát triển du lịch Việt Nam như Chùa Tam Trúc, Chùa Bái Đính. Quần thể di sản thế giới Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình, viếng thăm đền Đô tại Bắc Ninh và nhiều địa danh khác tại khu vực phía Bắc. Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022 xin chào Bắc Ninh. Chuyến hành trình kế tiếp Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022 đã đến với đảo Ngọc Phú Quốc. Các cô gái được ngắm hoàng hôn đẹp nhất tại Sunset Sanato Resort. Các thí sinh tự tin thể hiện vẻ đẹp năng động, hiện đại và phóng khoáng trong những bộ trang phục biển rực rỡ, nóng bỏng của đêm thi người đẹp biển. Những ngôi nhà gỗ mái ngói đỏ tươi, giản dị nhưng vô cùng tinh tế. Nơi đây chứa đựng những nét văn hóa đậm tinh thần và bản sắc Việt, tìm về không gian thanh bình, nên thơ với lối kiến trúc thuần Việt, mộc mạc và đời thường như cây đa, bến nước, hồ sen tại Me Dần Đu Việt Nam. Tại đảo Ngọc Phú Quốc, hành trình chung kết của cuộc thi, các cô gái đã có những trải nghiệm thú vị và tìm hiểu nét văn hóa đặc trưng tại nơi đây khi được thăm chùa Hộ Quốc. Nghiên cứu nuôi cấy ngọc trai tại Ngọc Trai Ngọc Hiền. Dọn rác bảo vệ môi trường biển. Cùng Hoa hậu du lịch Việt Nam 2022 lan tỏa hương sắc Việt.